anh em bà con thấy không, cái này là cái phao nè, cái phao nhận dạng AIS nè, nhưng mà cái này là do anh em người ta lụm hay là người ta nhặt được hay như thế nào đó, người ta đem lại mình cài thông tin lại á. Cài thông tin lại thì cái phần mềm này nè, cái phần mềm mà con thấy không, cái phần mềm này thì nó cài cho cái phao này, nhưng mà thực tế ra nó bị mật khẩu á, cài bắt quạt á, mình cài không được, thì trường hợp cài không được thì phải thay CPU thôi. Thì có những anh em kỹ thuật họ làm là họ ưa cài mật khẩu để họ bảo mật cái thông tin đó, để họ không cho đi chỗ khác cài, thì cái trường hợp này nó cũng gây rất là khó mà con ngư dân. Tại vì mình thay cái trường hợp này, mình thay lại cái CPU thì nó tốn khá là nhiều tiền. Con CPU nè, phải thay lại CPU mới nạp được, mới cài được cái thông tin khác, rồi không mình để cái thông tin lại. Đó, con thấy là cái dòng phao nè. Đó. Đó cái dòng phao nữa không? Cái dòng phao này nè. Có anten này thấy không? Đó, em là gặp khá là nhiều luôn. Đó mà con thấy không? Đây mới đem lại, có ông anh đem lại cho nè, hai bộ nè cho mấy đứa em. Bên em nó làm thì hầu như là bị cài thông tin hết, mà em thấy đa số là mấy anh em ở nước ngoài miền Trung á, đa số cài cái mật khẩu nè. Mà cái này cài mật khẩu này cũng không biết làm cái gì, như vậy thì nó cũng chả có bảo mật được cái gì đâu. Cái này họ muốn giữ cái thông tin này đem lại ngay cửa hàng của họ á. Người riêng ở bên em thì hầu như là bên em mở hết, không có cài mật khẩu, cho đi bất cứ nơi nào cũng cài được hết trơn á, không có làm khó cho mấy anh em kỹ thuật. Có những anh em bà con biết sao không, là mình có khá nhiều anh em thì thường họ cài cái mật khẩu mà con, nhưng mà bên em đặc biệt là bên em không có cài mấy vụ này. Bên em giống như mở vậy đó, anh em nào bà con là cái gian nào lụm hay là có nhặt được hay là lấy của người ta thì không biết, bên đâu cài được, kệ không đến đâu, tại nghề biển mà anh em mà tùy theo người, có người không tham, người tham họ tham cái gian nữa, họ đem đi cho khác họ vẫn cài được cho họ, thì cho cái phao này nó còn sử dụng được. Chứ nếu như cái trường hợp mà nó không sử dụng được, cái đổi mà cái khẩu không được, cái thay CPU phải tốn lên mấy trăm ngàn nữa, nó cũng tội, nó mất cái giá trị mà coi CPU đó, giống như là mình giết chết nó luôn vậy đó. Cho nên bên em không bao giờ cài. Có trường hợp không, có những anh em kỹ thuật không, em biết cái số điện thoại của ông anh, của ông mấy anh, cái người đó cài luôn đó, có dán cái tem á trên cái phao á, em điện em hỏi xin mật khẩu mà họ không cho, họ bảo mật luôn, không cho luôn, không cho thay CPU đi. Nó làm nghề này, cái nghề này mà có những anh em mà họ giấu mức độ luôn đó, bà con mình không thể tin nổi luôn, chết thì đem theo. Cho nên người Việt Nam mình không phát triển là nguyên nhân vậy đó, cái những cái đơn giản này mình cũng giấu, nó không hay giấu, họ không muốn cho đi. Còn bên em có mật khẩu nào đúng không, anh em nhắn tin inbox là em cho cả, cho mật khẩu, cho phần mềm, hỗ trợ anh em cái thật tối đa luôn, từ mật khẩu tới phần mềm có là cho hết. Có những cái dây cáp thì bên em không có khả năng sản xuất được, em lấy bên công, bên mấy nhà phân phối nhà họ gửi bán cho em á, em chia lại cho mấy anh em cái giá, chứ không thật sự là không có bán mấy cái đó. Mà có những anh em mà họ là như vậy đó, đa số là em thấy đa số là họ cài mật khẩu không, cuối cùng bà con phải thay CPU hết. Có những CPU nhiều khi em không có, em đâu có thay đâu, em phải trả cho khách hàng luôn, rồi họ làm sao thì họ làm. Cũng mong là mấy anh em kỹ thuật họ quan hệ chút xíu, đừng cài mật khẩu nữa, cũng chả làm được gì đâu. Khi mà nếu như người ngư dân họ chịu lấy, họ chịu ăn trộm hay là chịu làm gì họ cũng lấy thôi à, họ xài không được không lấy, họ không dục bỏ nữa, cho nên kệ, cho họ lấy được họ xài được đi, mở mật khẩu đừng cài mật khẩu gì đi, để làm gì, đã họ cái tâm họ muốn lấy, họ muốn trộm thì họ cứ lấy, họ trộm thôi à, cho dù cài cái mật khẩu gì chứ đừng, họ lấy họ xài được, không quăng bỏ luôn nữa, đã họ cố tình nó lấy mà, cho nên kệ, mở cho họ đi đó. Rồi cũng quay sơ bộ bà con mình thôi nha. Rồi kính chào bà con nha.